Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về công dụng và cách trị chứng ngứa từ cây sầu đâu nha. Đây, cách nhận dạng của cây sầu đâu nè mọi người. Ở quê mình thì rất là nhiều, tại vì người ta trồng để lấy gỗ mà, nên là rất là nhiều nha mọi người. Cách nhận diện của cây sầu đâu nè, mọi người có thể thấy nó cây sầu đâu thì là một loại cây lấy gỗ nên nó rất là to nha. Còn đây là cây nó đang nứt nên nó cũng còn hơi nhỏ. Những người mà bị dị ứng thời tiết hay là bị mình đi rẫy hay là mình đi núi á mọi người, mà bị mắc mèo ra những cái bông mắc mèo nó nên mình đi dính nó là nó ngứa, là mình có thể sử dụng cái lá sầu đâu này nè, là để mình nấu nước mình xông và tắm nó sẽ bớt nha mọi người, nó sẽ bớt ngứa rất là nhiều. Và những người mà bị dị ứng thời tiết là cũng sử dụng nó để tắm luôn nha mọi người. Liều dùng thì mình có thể hái một nắm như này nè, hái một nắm này nè, và hái khoảng một nắm á, sau đó mình bỏ vô nồi, mình trước khi mình nấu xong thì mình phải rửa cho sạch nha mọi người, rửa sạch sau đó thì mình bỏ vô nồi nấu, nấu xong rồi mình xông đi, đem mình xông những cái vùng mà mình bị ngứa. Mình khi mà nước nó còn ấm ấm ấy, mình có thể pha thêm nước để nha, vừa mình tắm mình dùng luôn, mình dùng nước để tắm hết luôn nha mọi người. Cái cây này mình tắm thì mình có thể tắm tới khi nào mà nó hết ngứa thì thôi nha mọi người. Mọi người có thể sử dụng nó tắm nó thường xuyên, ngày nào cũng tắm nên cho nó thuyên giảm cái chứng ngứa của mình. Và đây thì video của tôi về giới thiệu cái cây sầu đâu này đã hết, công dụng và cách dùng của nó đã hết. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôi. Nếu như mà yêu mến tôi thì hãy like và chia sẻ video của tôi nha, cho nhiều người đã biết cái công dụng và công dụng của và cách điều trị của cây này nha. Bye, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại.